Hôm nay mình sẽ cho bạn đến một bất ngờ thực sự luôn. Happy birthday to you. Wow. Các bạn ạ, nói thật các bạn là tôi chưa bao giờ đến một khu nhà nào mà trông nó xịn sò mà hết lấc như này cả. Thật sự, nhà nào cũng to, cũng đẹp, cũng trắng như nhau. Mà không biết là bên Gao đưa địa chỉ này thì tìm ở nhà đâu đây. Nhà nào trông cũng giống nhau, cũng to đẹp này thì biết tìm chỗ nào nhỉ? Ở đây có ai để mà chỉ đường không ấy chứ? Chắc là phải đi tìm ai đấy biết đường ở đây thôi. Ôi, đang tìm nhà đâu ấy? Khu này nhiều nhà giống nhau không biết được đâu. Tới rồi, đây là game house của Tem Gao này. Đúng là một cái khu sang trọng thật sự. Đây là một trong những gaming house lớn nhất mà tôi từng thấy luôn. Mà không biết là giờ này thì các bạn đang làm gì nhỉ? Giờ này chắc các bạn tuyển thủ đang chen á, đang tập luyện ấy. Không biết là huấn luyện viên đi ra ngoài rồi, không biết là ở nhà các tuyển thủ đang luyện tập không nữa. Được rồi, chúng ta hãy thử vào xem là trong nhà này các bạn đội tuyển Gao đang làm gì nhá. À, hôm nay là biết có đoàn quay nên là dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đúng không? Không, ngày nào cũng thế. Mà các bạn tuyển thủ đâu, không biết các bạn tuyển thủ đang làm gì á? Chắc giờ này đang chen để mở xuống nha. Alo. Ôi, game cu gì này, một star cái thứ này. Mày giờ khéo mồm ơi, của đầu trước thì hiểu tốt đấy. Quên. Xin lỗi. Tại vì tuần trước ấy, team Gao thi đấu cực kỳ tốt. Nhưng tuần này là bọn anh đặc biệt đến thăm team Gao. Thì xem bí quyết của các em tuần trước thắng hay như vậy là như nào. Muốn xem bí quyết đúng không? Đúng rồi. Đi lên. Chơi luôn. Ok, đây là phòng khách của bên Gaming House Gao đúng không? Trước tiên là cái top 2 lúc sân dài của Chimo Đại Chiến. Cái mà Hải Đăng là thành Hải Bắc đúng không nào? Cầu hát huyền thoại luôn. Tiếp theo là hai cái nút vàng của Gà Bạc và Cô Ngân. Thì anh nhớ là Hải Đăng có một nút vàng rồi. Có rồi nhưng mà hiện tại là chưa có về tới. Chắc là vài ngày nữa em cũng sẽ để lên này luôn. Làm bộ ba streamer của Free Fire ở đây luôn đúng không? Ba cái nút vàng. Một thành tích cực kỳ đáng nể đấy. Cũng có rất là nhiều quà lưu niệm từ Free Fire. Wow. Điểm chưa? Đây là cái dây chuyền trong đợt streamer trước. Rất là hạn chế người có được cái dây chuyền này thôi. Đây là cái điều em rất thích khi đến thăm gaming house của các bạn. Đó là cái việc các bạn có rất nhiều đồ lưu niệm của Free Fire này. Các bạn đặt nó ở những nơi trang trọng và khi mà người ta bước vào, cái cảm giác là cái tình yêu của các bạn ấy nó rất là nhiều. Ok, bây giờ tiếp tục sẽ mời anh lên cho nhá. Ok. Bao tầng ấy? 3 tầng. Đây là phòng gym của game thủ luôn. Anh em chiến thuật luyện ghê thế này thì chắc là thôi trưa nay bỏ bữa trưa đi để cho anh em chiến nốt. Nhạc tay nó rồi. Ok, thì đây là phòng chen của Tem Gao này. Có cả bản đồ này, có phòng chen để cho năm bạn tranh thủ ngồi và có cả TV để mà các bạn có thể xem những cái giải đấu và rút ra cho mình những cái kinh nghiệm. Phòng chen rất đầy đủ đúng không nào? Năm nay có một giải đấu quốc tế khá là lớn nên là anh nghĩ là các bạn ở đây đều rất là quyết tâm để có thể giành được chiến thắng và cũng là lọt vào trong top những đội tuyển có thể được đề cử đi giải quốc tế đúng không nào? Hình như là anh thấy sao ở đây có 5 người. Vậy thì có một bạn mới đúng không nào? Tem Gao hiện tại đang có một cái thành viên mới và hứa hẹn đây sẽ là thành viên bổ sung cho Tem Gao cực kỳ mạnh. Một con bài tẩy cho những cái vòng đấu cuối cùng đúng không? Một sự bổ sung nhân sự sau tuần thi đấu thứ 3. Chắc chắn sẽ còn nhiều đột biến đấy ạ. Ok, cảm ơn anh. Thì bây giờ mình tiếp tục mình lên phòng sinh hoạt của mọi người phòng ngủ ấy. Ok. Để xem mọi người ăn ngủ thế nào nha. Đâu, phòng của em à? Sẽ luôn. Phòng em luôn. Giường của em là giường cute, giường không cute. Em chỉ nằm một mình giường to này luôn. Em ngủ đây, khu gì nằm kế bên em. Còn có gấu bông, gấu biếc này. Đáng yêu ghê. Ủa, giường to là của ai đây? Của Bùi. Của mình hả? Em dành hết của anh luôn. Trời ơi, em dành hết của anh luôn.
một mình nó, Edgar. Khiếp. Một cái giường này. Mạng đã ăn hết của các bạn rồi, xong bây giờ lại còn dành hết cả cái giường của các bạn nữa. Cái giường này chắc phải 5 người nằm vẫn đủ á. Ôi, ông lại còn sao xiết ra thứ nữa. Lại còn view xong rồi nhìn thẳng ra ngoài cây cối các kiểu thế này. Em hay đang ngồi đây. Ngắm gái đúng không? Ờ, ngắm mưa các thứ đúng không? Ủa, view ra đường luôn á. Thật sự đẹp đấy. Bây giờ mình sẽ mở lên nha. Lầu 3, phòng chơi game của mọi người. Ồ, có phòng chơi game luôn. Wow. Phòng chơi game của mọi người này. Wow. Nhìn xịn thật sự. Như một cái cyber game rất là nhiều máy tính và trông máy nào cũng rất là xịn luôn ấy. Thì sau những cái giờ mà chơi căng thẳng á thì mọi người sẽ có những cái thời gian để chơi game thoải mái. Thời gian cá nhân á. Chơi gì chơi hoặc cũng xem gì xem. Mà trên mỗi máy thì đều lắp cam đúng không? Để các bạn có thể là các bạn stream luôn đúng không? Cực kỳ tiện đúng không nào? Máy đang xem gì hả? Hay không? Bắt kêu luôn rồi. Pha này xử lý hay, pha này xử lý hay. Anh em ở đây thì có nhớ nhà không? Đi đâu có nhớ nhà không? Có. Mình nhưng mình tháng lại phải về một lần thăm nhà. Còn còn phải dựa vào lịch được thi đấu nữa. Lịch thi đấu khá là dày. Bây giờ thi đấu cả thứ bảy chủ nhật nữa đúng không nào? Về có về đầu tuần cả. Ở đây thấy anh em nào cũng thấy béo tốt hết cả ở đây. Các bạn này đọc do luôn. Con này lên 10 tuổi. Chỉ ăn chơi game rồi đúng không? Đây đồ ăn ngon lắm ạ. Bố mẹ có hay gọi điện lên không? Có, em ngày nào cũng có. Ngày nào cũng gọi điện, bố mẹ ngày nào cũng gọi điện luôn. Con trai cưng của mẹ là. Con trai cưng của mẹ là. Đấy, thế nên là mình phải thi đấu thật tốt. Để bố mẹ được tự hào. Và năm nay còn có giải quốc tế nữa đúng không? Anh em là phải thi đấu để có thể lọt vào top 3. Ít nhất là top 3. Em sẽ lấy top 1 luôn. Lấy top 1 luôn. Anh em quyết tâm lấy top 1 không? Quyết tâm. Nào, quyết tâm. 1, 2, 3. Quyết tâm. Ok, xong rồi bây giờ mình em mời mọi người xuống ăn cơm nha. Thôi, ăn cơm. Cái gì cũng từ từ nhưng mà nói tới ăn cơm khá là ngày hôm nay tôi được ăn cơm cùng với tất cả các thành viên của team Gao cũng như huấn luyện viên Hải Đăng. Một mâm cơm rất là thịnh soạn đúng không nào? Có mực này, có cá này, có salad và gà nữa. Và không biết là huấn luyện viên Hải Đăng thì mỗi ngày sinh hoạt ở đây thì các vận động viên sẽ có chế độ ăn uống chắc là riêng đúng không? Đúng rồi, ở đây mình có người nấu ăn riêng. Mỗi ngày là mỗi cái món khác nhau để mà mọi người không có bị nhàm chán, không có bị ngán á. Nhìn mâm cơm này thật sự là tôi muốn chuyển của Gaming House ở luôn đó. Quá nhiều món ngon luôn, được ăn, được chơi game và được cống hiến hết mình cho đam mê của mình. Mời tất cả mọi người chúng ta ăn cơm thôi. Và sau khi chúng ta đã thưởng thức một bữa cơm vô cùng ngon tại Gaming House của Gao thì bây giờ sẽ đến một phần khởi động một chút, một phần làm nóng người một chút đến từ tất cả các bạn tuyển thủ ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi mang tính vận động và sáng tạo một chút. Nó còn gồm cả hai yếu tố ấy luôn. Xem ai nhanh tay, nhanh trí hơn. Đây là những cái đồ vật chúng ta thấy. Có thể dán tất cả những cái đồ vật này lên người những người đồng đội của mình. Dán bất kỳ chỗ nào các em muốn. Luật chơi rất đơn giản mà thôi. Anh sẽ đưa ra một vài câu hỏi để các em có thể giơ tay và trả lời. Bạn nào giơ tay nhanh nhất và trả lời đúng nhất sẽ dán những đồ vật này lên người những người đồng đội của mình. Nhưng nếu bạn ấy trả lời sai, bạn ấy sẽ bị tất cả những người đồng đội còn lại dán hết đồ lên người. Và các em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng trả lời câu hỏi chưa? Câu hỏi đầu tiên đó chính là 3 tuần thi đấu tiếp theo của đấu trường sinh tồn mùa đông 2020 diễn ra vào những ngày nào? Mời Fuji đi. Tôi nghe nhanh là ngày 10, 11 và 17, 18, 24, 25. Xin chúc mừng Fuji, em đã là người có được câu trả lời đúng và em sẽ được chọn đồ để dán lên người những người đồng đội của mình. Khó nha, đến bây giờ phải dựa vào tính sáng tạo. Ui, đôi đũa này, bằng dính, xem ai sẽ là người đầu tiên được lựa chọn đây. Với chỉ một câu hỏi đầu tiên thôi và với chiến thắng của Fuji thì đây chính là màn hóa thân vô cùng tuyệt vời của các tuyển thủ. Và sau khi Fuji đã trừng phạt những người đồng đội của mình xong, chúng ta sẽ đến ngay với câu hỏi thứ hai, đó chính là sau 24 trận đấu, điểm số, số kill, số lần Buya của các bạn là bao nhiêu? 5, 4, 3, xin mời Evil Star. Này, phải trả lời đúng từng con số đấy nha. 5538.
Số khi là 121, còn ngôi gia là 3. Mọi người nghĩ câu trả lời nào? Em là số số điểm là 537, số kêu là 121 và số ngôi gia là 2. 2. Và câu trả lời cuối cùng của chúng ta là số lần Buya 3. Số điểm 538. Số Q 121. Bây giờ bốn bạn trừng phạt đội trưởng Mr 07 trước đã. Đây là tất cả những đồ còn lại dán lên người Mr 07. Và đó là phần trừng phạt của các thành viên Gao cho đội trưởng Mr 07. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng. Đọc họ và tên đầy đủ của tất cả các thành viên trong team. 1 2 Chắc chưa? Giơ tay chắc chưa? 3 Và Evil Star. Em Phùng Hàng Ân, Trương Thanh Long, Lâm Chí Khanh, Nguyễn Trung Hiếu, Huỳnh Văn Nhật. Các bạn thấy thế nào? Có vẻ như Evil Star đã trả lời đúng hết tất cả các cái tên đúng không? Và bây giờ Evil Star, đây là những phần thưởng cuối cùng của em. Em hãy gắn lên người của tất cả các thành viên còn lại đi. Và chúng ta vừa kết thúc câu hỏi cuối cùng của phần thử thách dành cho các bạn của team Gao. Các bạn thấy chơi trò này có vui không ạ? Mr 07 chắc chắn Mr 07 là người vui nhất hôm nay rồi. Và xin chúc mừng Evil Star và team Gao đã vượt qua thử thách tham quan Gaming House của team Gao trong ngày hôm nay. Vừa rồi chúng ta đã có một ngày bên cạnh team Gao cùng với cả 5 thành viên rất đáng yêu của chúng ta. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Bye bye! Các bạn ơi, thực ra là mình chưa về đâu. Và sắp đến sinh nhật của Mr 07 rồi. Hôm nay mình sẽ cho bạn đến một bất ngờ thực sự luôn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hôm nay sắp đến sinh nhật của em nên là chương trình có một phần quà đặc biệt dành cho em. Chúc Mr 07 có thêm một tuổi mới, dẫn dắt đội tuyển càng ngày càng thành công hơn và sẽ đạt được rất nhiều thành tích như mình mong muốn nha. Xin chúc mừng Mr 07. Đội mũ. Đúng rồi, cầu nguyện rồi phải đến nha. Nào. Chúc mừng sinh nhật Mr 07. Cắt bánh như nào? Chúc mừng sinh nhật thêm một tuổi mới. Xin chào. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin và những trận đấu esports đỉnh cao.